tháng này anh vừa trâu, anh vừa làm trâu, anh vừa làm người. Ừ. Người thì lúc anh xuống cấy, trâu thì anh làm trâu là lúc anh vừa. Chứng tỏ là mình đa năng phết đúng không? Ừ. Đây. Mà còn làm chắc được cả người nữa các bạn. Đấy mà có mỗi là khó nhất là làm nhà con người, mình còn làm được thì chả có cái gì là mình thoát được. Em mà mỗi tội làm nhà người em chưa làm được. Cái gì làm được. Ông trẻ, ông trẻ thấy cây roi này nhiều quả không? Hả? Ông trẻ được ăn quả nào chưa? Nhớ được 2 cái 2 này. Hả? Nhớ được 2 này. Ờ. Nhưng mà ông trẻ đi cho ông trẻ đã trộm quả nào chưa? Không ai ăn hả? Sai nhờ ông trẻ nhờ? Ui giời, sai ghê luôn. Quả đỏ. Này, đây này, có chứ, tí làm à. Anh Hóa, Hóa đang cấy kìa. Anh Hóa đi cấy ông chưa? Cấy kìa. Thế cháu sang cho anh Hóa chơi tí em. Ok nhá, ông về nhóm bếp trước đi nhá. Nhóm rồi gì? Cái đấy mình nướng gáp nhỉ? Ừ. Xin chào mọi người nhá, xin chào các bạn nhá. Xin chào anh Hòa. Nay bắt đầu cấy à? Nay bắt đầu. Sáng nay làm sao mình chưa xong mà bắt đầu mới cấy mà. À, đây. Anh Hòa hôm nay là đi cấy buổi đầu tiên. Còn ruộng của mình, nhà mình, nhà Út đã cấy xong rồi anh em ạ. Giờ chỉ đi trả công thôi. Quê mình bây giờ là đang vào vụ cấy. Sao bảo năm nay anh thuê máy? Đâu? Con máy cơm thôi à? Này. Mình. Hai con này tính một ngày gì Hoa? Một ngày em nghi còn chưa chắc đã khất ý. À. Bây giờ nó lớn hơn thế. Nó nở ra chứ. Ừ. Ôi, ruộng nhà Vấn Liên nằm mềm đấy nhỉ? À, bữa máy nó mềm hơn á. À, còn có của anh Hòa còn có cây cây già đây rồi nhỉ? Còn để cả cây già đây. Anh có bừa đâu anh Trang chứ. À. Anh mà bừa thì ruộng này thì các bạn lại nít nhìn nịt ngay. Ờ. Anh không bừa nữa. Đây anh Hòa, mày, anh Hòa sẽ khoảng 3-4 ngày để gặt ở đây, à để cấy ở đây. Này, hôm nọ anh bảo là cái loại gì, tám thơm nhỉ? À, thiên yêu. Nhà, này, con gái anh Hòa. Anh Hòa vừa cả hai được trâu mà nó là cái, nếu mà mình trang lại để cho nó mới đất rồi. Ừ. Cấy bằng tay là con ruộng to là sợ phết đấy anh nhỉ. Cứ cúi đầu xuống cho ngỏng lên mãi chả thấy nó đâu. Mãi chả thấy đến bờ đâu ấy. Lùi mãi chả thấy đến bờ á. Ừ. Lúc nãy chị bảo là cái chỗ này chứ nếu mà cái chỗ kia là còn lâu nhá. Ờ, bên kia là ruộng ông bà mình các bạn ạ. Út ấy ở đấy, thuê cấy nên là cấy trước xong hôm qua rồi. Nhiều nơi á? Làm gì? Đi cấy nhiều chứ anh. Bây giờ đàn ông cũng đi cấy rất nhiều mọi người ạ. Ở chỗ mình là ở Vinh, trên Vinh Tiền, xã bên trên á. Toàn đàn ông đi cấy thôi. Đàn bà ở nhà làm cơm thôi. Đi làm thuê hết rồi. Này. Cứ khoảng cách là 20 phân. À quên 15 phân thôi nhỉ. 15-20. Đầu lưng lắm anh em ạ, không phải đùa đâu nhá. Ví dụ như nhà anh Hòa ít ruộng là còn đỡ đấy. Nhiều nhà cấy xong là còn phải đi giả công ấy. Mình làm trước người ta đi làm theo rồi ấy.
mình làm xong của mình, mình xong hóa vẫn chưa xong chú Thanh ạ. Ừ. Rồi lúc người ta đi làm theo mình rồi ấy. Đúng rồi. Xong là đến lúc là người ta làm rõ của mình xong rồi mình vẫn phải đi theo người ta ấy. À. Út ơi, chuẩn bị làm tí ẩm thực bia nhá. Út bây giờ nhẹ như người rồi. Vinh về chưa? Vinh chưa, Vinh 20. Rồi em với ông trẻ ra chế biến ẩm thực tí nhá. Anh làm đi nhá. Tí ra nhá. Cấy nữa. Chiều mới chuyển tiếp con kia đúng không? Đây, mùa này mọi người đi làm sớm lắm mọi người nhá. Bây giờ đi cấy về đợi ẩm ẩm rồi kìa. Nắng là về thôi. Ôi, ra với ông trẻ xem nào. Ông trẻ ơi, nhóm lửa chưa? À, mọi người ạ, bây giờ là mình với ông trẻ sẽ làm tí ẩm thực mọi người nhá. Hôm nay thì mình có chuẩn bị cho ông trẻ một ít cá. Tí nữa giờ hỏi mà cái này. Ông lại hỏi cái cháu cái gì đấy? Hình như cái con Nga, cái con hôm nọ ship cái gì lên đâu nó không gặp nữa. Nga nào nhỉ? Nga bị điện đấy. Long chứ? Long đấy. À, sáng nay ông trẻ đi đâu về đấy? Bữa, rồi. À. Còn dừng cái này đây này. À. Đi được 4 giờ ấy, hôm nay lại đi muộn hơn à? Mấy hôm ông đi 3, 4 giờ kém cơ mà. Lúc đó, hôm đó. Thế ông nhắm bếp đi nha, để cháu đi lấy đồ. Mẹ ôm bếp. Ông chả biết món gì đây không? Cá à? Cá. Cá mắm hay cá gì không? Cá gì cũng như cá sườn vừa được ăn rồi. Đây, hôm nay chuẩn bị cho ông chả một túi cá biển. Cá biển thì giống như hôm nay rồi. À, giống như hôm nay nhá. Giống quán ở ngoài kia. Làm gì ông? Cá này cho lấy tận Nam Định nhé. Tí mình nướng nha ông trẻ nhỉ? Nướng chưa? Ok. Thế ông nhóm bếp đi để cháu đi hầu ông mấy miếng đậu nhá. Đậu bia nhá. Đậu bia. Đúng rồi, đây cháu. Gắp lấy hai gắp ạ. Hai ba gắp. Cái này đang ấy nó giờ đây. Cái này nó đang ấy thì cậy giờ này. Cứng phết nhỉ anh nhỉ? Cứ để ngăn đông đá gì. Không, để ngăn mát thôi. À, khả năng đúng nhiều đấy. Cái này là món chỉ vàng nhá, không phải chỉ đen đâu. Ok. Chỗ đấy chắc phải đến 50 con nữa quá anh nhỉ? Đặt luôn cái kiểu này trong vào nướng luôn nhỉ? Ừ. Bởi nó có từng lớp này. Chưa kiểu này luôn á? Thế rồi. Ok, được. Rồi. Bỏng mà, nó có chảy đâu. Anh Hư cho vào bếp chú ngồi đấy, anh Hư để chăm chín không? Chín ngay. Ý là đem ra ngoài nắng. Đâu vào, nắng phôi á. Đâu vào, cái chôm nó vào cho bếp ơi. Nướng ra ngoài này, nó có ai nướng trong này? Rồi, trong này đó. Này ăn nháp mà. Cụ bảo kìa, cụ đang bảo là cái này cho ra nắng phơi nó chín đi. Và từ năm 53 tuổi đã bị dính 4 cốc biển ở quốc đảo kìa. À dạ, cây nhá. Nó ra từng phên nhỉ. Mẹ bức cha gì ở đây nhỉ? Ngoài gấp này thì mà ăn nghè gì đâu. Trong số 3 hai em chỉ vàng. Ở đấy đúng rồi. Còn mỗi một con, còn mỗi một màu vàng. Cái gì vàng đấy? Là gì để đấy ăn lại nào hơi chứ. Chứ ở quán là đều bị đùa cho mẹ té phở luôn, hôm nọ mình đi. Hôm nọ uống xính rồi đúng không? Ừ. Dạ ở quán nó họ đốt bậy bạ ấy. À chà. Không kịp nới thắt lưng luôn đấy. Được rồi anh. Rồi ôi. Mình có cần sới mỡ vào đây không anh? Không. Chơi kiểu như thế thôi chứ. Chơi cô này luôn. Ừ. Được rồi. Cái này để đây thôi chứ. Ừ, ăn nóng. À, ăn nóng, ừ. Ăn nóng càng tốt. Này vào đêm xa nhau nè. Mềm ấy nhỉ? Ừ, cái này không biết là bằng cá gì nhỉ anh nhỉ? Uống bia bây giờ mình chắt vào ly đi nhỉ? Chắt ly á? Được không anh Hòa? Tùy đồ anh làm nào làm thôi. Ừ. Bà, nước ở đây là... Em tưởng nó vẫn vào bụng chứ? Là con kim nhảy đâu.
Ông trẻ lại mồi cho anh em tí măng ớt nha. Hoặc tách can bia cho chú à. Chú bơm à. Cả cái bát đấy nữa. Anh em đi làm về thì làm tí chỉ vàng mọi người nhá. Làm tí chỉ vàng thôi. Bia đây. Đậu đây. Mày lấy máy thôi không? Máy gì ông kìa? Điện thoại. Cháu có lấy đó. Thế thôi à. Xong chưa? Xong rồi đấy. Vào đây. Rồi. Rồi nếu mà xong rồi mời tất cả anh em đây. Rồi. Rồi anh em cả nhà đi. Ơ chị. Con làm hoa miếng thịt vàng nha. À mời út nha. Mọi người nha. Mời ông trẻ nha. Các bạn mời quay xuống được cổng cho các bác được. Mời mọi người nha. Ba lần mời chị sản xuất được. Đi lại. Xuống. Đi làm về anh em tranh thủ làm ít. Ừ. Ê hay phết anh Hòa. Ngon. Ngon mà. Mình nướng đảm bảo được không lo. Quán là chơi nướng cồn nhỉ anh nhỉ? Mày lấy một cái bát. Rồi mời cả nhà đi, ăn đi chị Hoa ơi, tập trung chuyên môn đi. Ui dồi ôi, chấm tương ớt. Nóng thế nhỉ? Không biết bọn mình ăn đúng cách chưa các bạn, nhưng mà chắc là đúng cách rồi. Bây giờ cho hai cái rượu, hai cái tay mình chả được. Bởi vì là nói ấy, bởi vì mình ở bờ ruộng lên này thì... Ông trẻ là phá đầu đậu đầu tiên à? Ông ăn vàng này, ngon thích. À, loại này có khi ông trẻ không nhai được. Mềm. Ai dạ. Mềm nhưng mà ấy này cái này là mình nướng là ấy mình nướng là nướng than. Nướng than. Chính ra nướng than mới ngon đấy. Nướng than ngon hơn chứ. Ngon hơn chứ anh. Hôm qua là mà chết người ta mà ngon. Ngon hơn nướng cừu này. Xong ấy này mà mình nướng nó chín kỹ này mà. Đúng rồi. Sơi một miếng nha. Cơm mộng nhưng mà. Rồi mời anh em đây. Cơm nhưng mà. Giòn kỹ luôn ấy. Mình nướng ấy. Sốp bùi. Ai ra không chị à? Này, anh hết chỗ đấy luôn. Gì nào? Đây. Thêm một làm đi. À, cho nó hết đi để ra mẹ mới đi nhỉ. Tay mình. Ăn cho hòa. Cái gì nhà không? Không không, mặn rồi ấy. Chỉ vàng chỉ đỏ. Cái này có một loại là nó màu như kiểu màu đỏ đỏ như kiểu cá đỏ á. Ừ. Quay cái chạy. Quay cái chạy ư cười muốn ngon kìa. À, đâu ông chạy đây xem nào. Ôi dạ, ông chị ạ. Lỗ này đây, chỉ để ở đây làm video thôi mọi người nhá. Ngon quá. Ngoài thì mới ngon. Hộp nhà. Nên này, ông chị không biết à. Dạ. Chú sức khỏe ông chị ạ. Ngoan là bác cái chú. Ngoan. Nào, Hoàng uống bia không? Thì chắc không uống được bia rồi. Xong chỉ vàng này, ông bán trâu lại đi mua chỉ bạc à. Xong chỉ vàng này mua chỉ bạc. Cái này ấy nhờ, cái này đúng. Kiểu này nó mới hợp rồi. Đúng rồi. Cái này nướng đều lắm. Ô đông nọ. Nhớ cho đời. Ông nọ là bằng miếng của quyết bằng. Cái này. Mình nướng than này thật ra là an toàn hơn là nướng cồn. Ừ. Cái rất ngon. Ngon. Trời mưa mà ăn nói. Ăn nướng còn tốt hơn. Cũng có đủ các thứ rồi. Tại bây thứ ăn bảo thằng hơn đấy. Hôm nay đi cũng thoải mái đi. Không mất tiền ạ. Giòn phết. Giòn ngon ngọt. Ừ. Ăn cái mắm ớt này. Đây, cả nhà đi. Ai đám đây, cưới mà cho là cái loại này ăn tốn phí à. Cái này mọi người ăn. Ừ. Ăn cá gì nhỉ? Ăn suối. Ăn cá gì? Ăn cá chi vàng. À, thế cũng biết à. Biết chứ. Con biết. Biết chứ. Con lại còn biết trước bố chứ. Giòn biết thật mà. Ừ. Ôi nói thế thôi mà ra quán là cái cá này mà đổ ra như này là cũng không rẻ đâu đấy. À, buổi sáng này anh Hòa được nửa con ruộng chưa? Vừa làm trâu vừa làm máy ạ. Anh vừa làm trâu vừa làm anh vừa là sáng nay anh vừa trâu, anh vừa làm trâu, anh vừa làm người. Ừ. Người thì lúc anh xuống cấy, trâu thì anh làm trâu là lúc anh vừa. Chứng tỏ là mình đa năng phết đúng không? Đây mà còn làm chắc được cả người nữa các bạn đấy, mà có mỗi là khó nhất là làm nhà con người, mình còn làm được thì chả có cái gì là mình thoát được. Em mà mỗi tội làm nhà người em chưa làm được. Cái gì làm được, mỗi tội làm nhà người chưa làm nó lên. Nói thế thì chẳng khác gì nói ông chỉ á. Sời xước chít chát làm được hết, còn là mỗi người chưa làm được. Chưa làm ra được nữa còn chưa không phải là không, chưa làm à. Được nữa mà chưa làm được thì thành vật mẹ. Mát nhỉ anh nhỉ? Mát. Ông không ăn cá chì vàng thế nào à? À ông trẻ không ăn cá chì vàng mọi người ạ. Làm đâu mà. Thế ông làm thử một miếng nha nào.
Ăn con đen đen đấy. Con đen đen nó giòn. Con đen đen là con nó nướng cháy là nó thành nó giòn hơn. Nhưng mà chính thế mới giòn ăn người ấy. Cái này nướng rồi là ngon rồi, ăn thoải mái đi. Cái này không nhiều quá phải chấm tương ớt. Chén mạnh đi. Cơ bản là bụng nghiền hơi yếu là ông cũng ngại. Mà hôm nay ngay ăn được không? Hơi cứng nghe. Thế thì ông trẻ chắc không ăn được cái mực đâu nhỉ? Ăn con cá đấy. Anh ngoài nhỉ? Mực thì xưa ông trẻ không tí. Không ấy được dài. Rồi. Ăn hết đi đâu à? Không, cứ, ông cứ cho món mới đi, cứ cho món mới đi. Mình lại hơ lại chứ. Mình là người hôm nay có thì vàng, mai không có thì thôi đúng không? Mình hôm nay có bánh của em khác. Mình hôm nay có chỉ vàng, mai không có chỉ vàng, mình có chỉ bạc. Vâng, cái gánh này ác thế nhở? Mình mà không có chỉ vàng thì mình cho chàng chỉ chì cũng được. Đấy. Phải là đồng nữa. Ú đây. Bạc cũng được đi. Wow. Con nghe mạnh nên mày chiến mạnh. Wow. Chiến mạnh nhìn như chúng tỏ là mỗi một lớp của nó phải đến chục con nó quá hả anh nhở? Chục con là nào? Nó ép chân kinh nhở? Chà chục con. Nó hút chân không. Ồ, quên. Sáu con là nào? 10 con mà hàng sao ấy? 10 con mà hàng. Cái này cái mới tên khoa học nó là cái gì nhỉ anh nhỉ? Biển. Cái này là cá biển này, giống văn giới núi này, sư phụ biết gọi về hỏi biết gọi là núi gì. Mình cứ nói là núi đá. Núi đá. Đá gì? Đá núi. Đấy là được. Núi gì? Núi đá. Thế đá gì con? Đá núi. Đá núi. Yeah. Cái này làm cái món nó nóng đi, giòn lắm. À, đây. Giòn à? Giòn à? Rồi, có rồi chưa? Được. Nhai ngọt hơn nhỉ anh nhỉ? Ừ. Ăn mạnh đi anh. Tội đâu là bác sĩ mấy bệnh viện nó lo hết cho mình rồi không anh nghĩ. Cứ ăn mạnh thoải mái đây. Bác sĩ ăn sẵn gần rồi. Chiến mạnh nghe. Cái việc của mình chứ ẩm thực với lại ăn uống còn tội đâu bác sĩ mấy bệnh viện lo rồi. Đúng. Ừ, riêng mình thì chỉ có trả bệnh viện thôi, còn không bao giờ có bệnh viện trả đâu. Mình có thích ở nữa mình về đó như nhỉ. Đấy. Cái nhà có gì ngon thì mình mổ ăn. Đấy. À, sướng. Các cháu về cứ để ông thích ăn cái gì cứ cho các ông ăn đi. Ông đòi ăn cái gì cứ để cho ông ăn. Ngon thế. Mời à, dạ, nó bị đập trẻ hết một miếng nha, cụ thể nha. Hàng tiền đạo của ông là ông chỉ thích ăn đậu thôi. Ba trên ba dưới đâu. Bởi vì là anh em mình là cũng ai cũng đi làm, đang đi làm rửa giang, đi làm về. Là anh em đấy thì anh em hết ba này anh em mình tán phét tí đã nhá. Hết pha này anh em bọn mình ngồi chém gió một tí đã mọi người nhá. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. Cảm ơn mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Ông trẻ hết chưa? Rất mong mọi người ủng hộ nhá. Út ơi, hạ này hạ cho nó đàng hoàng đấy út ạ. Dạo này sợ hết nước à, phải để lại. Dạo này có nước rồi. Sáng nay anh tháo còn anh còn tháo hai chỗ mà nó chưa kịp cạn kìa. Chắc là không giòn đâu.